Tiếp theo, Quý Châu kính mời quý vị theo dõi chương trình Tiếng Nói Cử Tri của Jackie Bông. Jackie Bông xin kính chào quý vị. Sau khi tuyên thệ nhậm chức 85 ngày, Tổng thống Trump va chạm vào bức tường chính trị và bộ máy chính quyền tại thủ đô Washington, nên ông thay đổi quan điểm luân phiên, gọi là flip-flop, sau khi nhận ra những chính sách ứng cử viên Trump đã hứa hẹn không còn thực hiện được với tình thế hiện tại như ông mong muốn. Trong cuộc họp báo hôm 12 tháng 4, Tổng thống thay đổi hoàn toàn 4 quan điểm trên nhiều lĩnh vực. Trước hết, Tổng thống tuyên bố sau khi gặp lãnh đạo Tập Cận Bình là Trung Quốc không phải là một quốc gia thao túng tiền tệ như ông từng cáo buộc. Vì thế, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Sean Spicer cho đó là sự phản ứng tùy theo hoàn cảnh của ông Trump, khác với sự thay đổi ý thức hệ của Tổng thống. Có thể hành vi đó của Tổng thống được giải thích vì Trung Quốc đặt ơn cho Tổng thống Trump và cô gái Ivanka nhiều nhãn hiệu làm hàng rẻ tại quốc gia họ và bán ra đắt tại Hoa Kỳ để đổi chác với sự ủng hộ của Tổng thống Trump chăng? Thứ nhì, Tổng thống buộc tội bà Janet Yellen, Chủ tịch Quỹ Dự trữ Liên bang, cho bà có quan điểm cứng rắn giữ lãi suất thấp giả tạo để giúp cựu Tổng thống Obama và nói bà nên tự xấu hổ lấy. Nhưng này, Tổng thống Trump khen bà Yellen, nói là ông thích và kính trọng bà và muốn bà tiếp tục lãnh đạo cơ quan đó, không có dự định thay đổi bà nữa. Thứ ba là Tổng thống Trump bị chỉ trích khi ông nghi ngờ rằng Liên minh xuyên Đại Tây Dương NATO đã lỗi thời, obsolete, vì các quốc gia thành viên không chi tiền để giữ an ninh cho họ tại Âu Châu. Tổng thống cũng trách họ không kiểm soát được chủ nghĩa khủng bố. Nhưng trong cuộc họp báo chung với Tổng thư ký NATO trong tuần qua, Tổng thống Trump thay đổi lập trường và khen NATO sẽ đóng vai trò tích cực trong việc hỗ trợ quân đội Iraq trong cuộc chiến chống ISIS. Cho hết, Tổng thống đổi ý về ngân hàng xuất nhập cảng Exim Bank, cho đó là một cơ quan rất tốt, làm ra rất nhiều tiền, khác hẳn với sự phản đối của ông trước đó khi ông nói ngân hàng này không cần thiết, một loại đệm lót cho đám chánh khách hay cho các công ty ông không chấp nhận. Tổng thống Trump thay đổi đột ngột như trong chóng 4 điều trên trong lúc họp báo chỉ trong một ngày. Có phải những dự kiện này chứng tỏ sự uyển chuyển, mau chóng thích nghi với tình thế nội bộ của Hoa Thành Đốn, hay đó là sự thiếu suy nghĩ chín chắn, thiếu chiến thuật lâu dài có thể làm giảm uy tín chẳng những cho cá nhân Tổng thống mà còn có thể ảnh hưởng đến các cuộc bầu cử sắp tới của các ứng cử viên lập pháp trong đảng Cộng Hòa hay chăng? Tuy nhiên, có một điều Tổng thống Trump luôn giữ vững lời hứa là từ đầu đến nay, ông không chịu tiết lộ cho dân chúng xem hồ sơ khai thuế của ông với lý do là đang bị sở thuế kiểm toán audit. Vì thế, trong ngày thuế vụ tuần qua, đúng ngày 15 tháng 4, hàng chục ngàn người xuống đường biểu tình trên 150 đô thị toàn nước Mỹ, cũng như tại Tokyo bên Nhật và London bên Anh, buộc ông phải công bố giấy tờ thuế vụ của ông. Họ cho là Tổng thống không minh bạch và trốn thuế trong nhiều năm qua. Ngày hôm sau, Tổng thống phản pháo trên Twitter, hỏi xem ai là người chi trả cho các cuộc tụ tập quy mô có tổ chức hôm qua. Ông cho là ông đã thắng phiếu dễ dàng trong cuộc bầu cử làm Tổng thống và hỏi vì sao người ta lại đào bới chuyện nộp thuế vặt này để làm gì? Chắc vì những thay đổi vừa kể trên, cộng với những thất bại về dự luật y tế bị rút lui trên quốc hội, rồi đến sự bế tắc về sắc lệnh cấm di trú, cũng như việc liên hệ thân cận với Nga của nhiều thành viên trong nội các của Tổng thống Trump, và những cáo buộc không bằng chứng của Tổng thống tuyên bố trong 3 tháng qua, làm cho sự ủng hộ của dân chúng cho Tổng thống bị tuột xuống, còn có 40% tán thành việc làm của ông, chiếu theo sự đánh giá của Gallup poll
trong giữa tháng 4 năm 2017. Jackie Bông xin kính chào quý vị.